Chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh của bà mẹ quê. Em xin chúc quý cô bác ngày mới thật nhiều niềm vui và sức khỏe nha. Hôm nay em xin giới thiệu đến quý cô bác một món chay vô cùng lạ luôn. Đó chính là bánh mì ăn với kho quẹt. Thường thường thì kho quẹt quý cô bác ăn chung với cơm cháy phải không? Nhưng mà ăn chung với bánh mì nướng ngon vô cùng luôn đó. Món này quý cô bác có thể làm để ăn sáng hoặc là ăn trưa đều thích hợp hết. Và đây là cái đĩa kho quẹt mà em vừa kho xong nè. Em sử dụng thịt chay để kho. Rất là thơm ngon và có màu đẹp nữa. Ở mấy video trước em có giới thiệu về cách làm thịt chay từ nấm. Quý cô bác có thể xem tham khảo nha. Còn bây giờ quý cô bác đang xem video, nếu thấy thích món bánh mì nướng với kho quẹt mà em làm thì xin mời vào bếp và cùng thực hiện với em nha. Và đây là tất cả nguyên liệu mà em đã chuẩn bị nè. Ở đây em có 5 ổ bánh mì. Bánh mì này em chọn loại bánh mì đặc ruột. Quý cô bác có thể dùng bánh mì sandwich cũng được nữa nha. Và tiếp theo đó là 100g thịt chay. Thịt chay này em làm từ chân nấm đông cô đó quý cô bác. Quý cô bác có thể làm sẵn thịt chay, bảo quản ở ngăn đá tủ lạnh, sử dụng trong vài tháng cũng được nữa. Và đây em có một ít hành lá. Món bánh mì nướng thì không thể nào thiếu hành lá được. Còn gia vị nêm thì em sử dụng gồm 2 muỗng cà phê đường, một chút xíu hạt nêm chay và một chút xíu tiêu. Không thể nào thiếu đó chính là bơ thực vật nha. Bơ sẽ giúp cho món bánh mì nướng thơm ngon hơn. Và kho quẹt thì phải cần có nước mắm chay rồi. Quý cô bác chọn loại nước mắm chay nào cũng được hết trơn nha. Cần có một ít tương ớt để tạo màu cho món kho đẹp hơn. Và cần một ít dầu ăn nữa. Nguyên liệu đã xong rồi đó, bây giờ chúng ta làm thôi. Đầu tiên thì em sẽ cắt bánh mì thành những lát mỏng. Quý cô bác cắt như thế nào cũng được nha. Cắt xéo như em hoặc là cắt ngang thành hình tròn. Hoặc là cắt dọc cho có chiều dài cũng được nữa. Bánh mì này em chọn loại bánh mì đặc ruột để khi nướng thì nó sẽ ngon hơn. Đây là phần bánh mì em đã cắt xong, bây giờ thì để qua một bên. Tiếp theo nữa thì đi cắt thịt chay. Thịt chay thì quý cô bác cắt tùy thích nha. Cắt nhỏ cắt to như thế nào cũng được. Nếu không dùng thịt chay, quý cô bác có thể dùng đậu hũ nè, chả chay hoặc là tóp mỡ chay, chúng ta kho quẹt cũng rất là ngon. Nói đến kho quẹt thì không thể nào thiếu đó là cơm cháy rồi phải không quý cô bác? Nhưng mà quý cô bác hãy thử làm kho quẹt ăn chung với bánh mì nướng nha, đảm bảo ăn một lần rồi quý cô bác sẽ thích ngay. Nếu không làm bánh mì nướng, quý cô bác có thể làm xôi nướng cũng được. Xôi sau khi nấu xong, quý cô bác cho vào một chút xíu dầu hành, sau đó thì vắt thành những nắm nhỏ, để lên một cái chảo chống dính, rang qua rang lại đến khi nào mà vàng giòn cái lớp bên ngoài thì đã có những cái nấm xôi nướng rất là thơm ngon để ăn chung với kho quẹt rồi. Thịt chay và bánh mì em đã cắt xong rồi, bây giờ thì bắt đầu đi làm dầu hành thôi. Để cho món dầu hành thơm ngon thì em sẽ cho vào đây khoảng một muỗng canh bơ thực vật nha. Nếu không dùng dầu, quý cô bác có thể dùng bơ không cũng được nữa. Rồi bây giờ sẽ cho hành lá vào. Khi cho hành lá vào thì em sẽ tắt bếp luôn nha. Như vậy là chúng ta đã có một cái chén dầu hành để phết lên bánh mì nướng rồi nè. Bây giờ em sẽ múc phần dầu hành này ra và rửa sạch cái chảo này, lấy cái chảo này đi kho quẹt nha. Nếu mà còn mùi bơ bám trong chảo thì cái phần kho quẹt nó sẽ không được thơm ngon. Giờ thì cho một ít dầu vào chảo. Cho vào đây là hành tím băm nhỏ. Đảo đều đến khi nào mà hành tím vàng thì bắt đầu nêm gia vị vào để làm sốt và chúng ta kho thôi. Cho vào đây khoảng 2 muỗng canh nước mắm chay. Và tiếp theo nữa là tương ớt. Tương ớt thì quý cô bác cho vào tùy theo sở thích nha. Mình thích ăn gay nhiều thì mình để nhiều. Và tiếp theo nữa là gia vị gồm đường, hạt nêm chay và tiêu. Khi thấy cái hỗn hợp đã tan đều rồi thì cho phần thịt chay vào luôn. Kho quẹt này em sẽ kho khô cái phần nước lại cho nên không có cần thêm nước nha. Chỉ sử dụng cái phần nước sốt kho như vậy là chúng ta kho thôi. Và thịt nó cũng đã chín rồi, cho nên không có cần kho lâu.
Mình kho chút xíu nữa cho thịt thấm gia vị là được. Có thể thêm vào đây một vài trái ớt như thế này, nhìn cho nó đẹp mắt, hoặc là một vài nhánh tiêu xanh. Rắc lên trên thêm một ít tiêu xay nữa. Chàng ơi, cái chảo kho quẹt nó thơm gì đâu luôn á. Hoàn thành xong món kho quẹt rồi, bây giờ thì đi nướng bánh mì thôi. Quý cô bác chuẩn bị một cái chảo chống dính như thế này, mình cho bánh mì lên nướng ở lửa rất là nhỏ. Nhớ là lửa rất là nhỏ nha, nếu không thì bánh mì nó sẽ bị khét đấy. Rồi bây giờ thì phết đều lớp dầu lên trên hai mặt bánh, nướng cho bánh vàng giòn một chút xíu là được. Như vậy là chúng ta đã có những cái miếng bánh mì nướng rồi nè. Bây giờ nó rất là giòn luôn á. Và có mùi rất là thơm nữa. Đây là cái đĩa thịt kho tiêu mà em vừa làm xong. Tiếp theo nữa là đĩa bánh mì nướng. Bây giờ thì còn chần chờ gì nữa, thưởng thức thôi nào. Bánh mì nướng xong có mùi rất là thơm, rất là giòn. Thịt thì có vị mặn mặn, ngọt ngọt. Ăn vào thì cay cay nè, rất là hấp dẫn luôn. Khi ăn thì quý cô bác lấy một miếng thịt để lên trên một miếng bánh mì và thưởng thức. Món này quý cô bác có thể dùng để ăn sáng nè, hoặc là ăn trưa đều ngon. Em xin chúc quý cô bác có những bữa cơm chay thật là ngon miệng nha. Còn bây giờ thì video của em cũng xin kết thúc tại đây thôi. Chân thành cảm ơn quý cô bác nãy giờ đã bỏ thời gian theo dõi video của em nhé. Nếu yêu quý kênh thì quý cô bác hãy đăng ký kênh để theo dõi video mới mỗi ngày nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác ở video sau. Chúc quý cô bác ngày mới thật nhiều niềm vui và sức khỏe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại nhé. Bye bye!